Độc lạ phòng tập gym, thay vì mở nhạc sập sinh, chủ phòng gym lại ngồi hát karaoke trữ tình cho mọi người có tinh thần tập luyện. Giai điệu du dương, êm ái quen thuộc được phát ra tưởng đâu từ nhà hàng xóm, nhưng không, nó lại đến từ vị trí của một phòng tập gym. Phải nói thật với anh em là nghe quả nhạc này chỉ muốn lăn ra ngủ luôn, thế mà mọi người ở đây vẫn chăm chỉ đi tập, quả là nể thực sự. Tập gym để nâng cao sức khỏe, cải thiện vóc dáng nên thường các phòng tập sẽ bật nhạc sôi động để người tập có tinh thần thư giãn thoải mái. Còn ở phòng tập gym độc lạ này thì người tập lại được bonus nghe karaoke du ngủ từ giọng ca vàng của chủ phòng tập. Đúng là hát hay không bằng hay hát, đam mê khó bỏ nên dù ở bất cứ nơi đâu cũng có thể cất giọng được. Nhìn mấy người tập với vẻ mặt cam chịu mà cộng đồng mạng không nhịn được cười. Với tinh thần không được tươi vui cho lắm thì tập cũng khó mà vào nhịp. Các anh em gymmer xem xong liền để lại những bình luận. Chắc ông chú muốn để khách tự áp lực mà giảm cân nhanh hơn. Muốn ngủ luôn ra đây quá, chứ tập tành gì. Ôi trời ơi. Còn bạn, bạn nghĩ sao về trường hợp này? Comment ngay cho TV Chan được biết với nhà. Đừng quên nhấn đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ cho TV Chan và cập nhật thêm nhiều tin tức thú vị mỗi ngày nhé.